Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui hôm nay được gặp lại quý vị các bạn trong một video mới. Hôm nay em Tuấn xin được phép giới thiệu chiếc đài mà đã rất là lâu rồi em mới mua được nhá. Mua được rồi nhưng mà còn phải dọn dẹp nữa. Phải nói là rất nhiều bác đang mong cái cây này. Có hình như là em nhớ không nhầm là có 2 hay 3 bác đang đặt em cái cây này nhá. Mà các bác thông cảm được, vào rồi em chuyển cái quán sang đây thì là không nhớ được cái quyển hóa đơn vứt ở đâu nên là không nhớ được số điện thoại của các bác. Cái bác nào mà đã có xem video này thì đang muốn đặt cái cây JVC PC47 này nhá, màu đỏ này thì rất là đẹp, thì hãy gọi điện luôn cho em nhá. Đấy, cây này rất là zin, rất là nguyên bản nhá. Sau đây em sẽ quay tổng thể cho các bác nhá. Em quay tổng thể chiếc đài này, mặt trên nhá. Đấy, đây em quay rất là mộc mạc nhá, không có chỉnh sửa video một xíu nào luôn. Đấy, buổi tối thì quay là cũng không được nét lắm, các bác thông cảm nhá, quay bằng điện thoại mà. Đấy, loa bên phải này rất là đẹp nhá, giữa này, loa bên trái này, cái phần chrome của loa thì còn tương đối rất là đẹp, và cái viền chrome ở trong của nó thì rất là đẹp nhá, nguyên vẹn luôn, và loa ở trong rất là vàng, nhìn rất là mới. Cục giữa rất là đẹp, phím rất là phẳng nhá, phần chrome của phím còn khá đẹp, và cái phần miếng nhôm này nó đang còn nguyên nhá, chưa bị, hầu như chưa bị nổ một tí nào luôn. Cái phần trên cái cột sóng này thì rất là đẹp, phím cái cuộn tuning này cũng khá là đẹp, cái phím chọn băng tần này, các phím chức năng này, tuning này, rồi FM stereo mono này, cần gạt equalizer nhé, tất cả đều hoạt động tốt hết nhé, rất là đẹp. Phải nói là cũng khá là ưng ý với cái cây này. Cây này thì đạt khoảng trên 90% nhé, rất là đẹp. Sau đây em sẽ test qua cái phần băng dây cho các bác xem nhé. Đây em đang test của tiếng hát Thanh Thúy 6 nhé. Đấy, nhiều bác bảo em hay test nhạc bolero hoặc là nhạc liên khúc nhiều quá, thì em dạo này em toàn test nhạc cổ thôi. Đời cha anh nhớ thư anh hẹn tôi sẽ về thăm mộ tôi, và câu chuyện đời em trong tim đêm hương hè cho nhau nụ cười, hình bóng thương yêu anh để vào tâm tư còn không giữ trong tim được không. Tốc độ chạy và tiếng khá là chuẩn nhé. Em test qua cửa B nhá. Những chuyện xưa của lòng. Xem test qua phần tuning nhá, cho kết nối line in này, kết nối điện thoại, máy tính, tivi. Tiếng rất là hay nhá, đôi loa này nó rất là hay, nó zin, tiếng rất là mượt. Hãy subscribe Tất cả các chức năng equalizer đều hoạt động rất là tốt nhé. Sau đây em test qua cái phần radio FM nhé. Ở cuối cùng đấy nhá, nó chuyển về cần gạt cuối cùng thì nó chạy tuner audio FM. Em test phần phím chức năng FM trước nhá. Em cho cái này xuống này các bác nhìn được dễ hơn. Đấy, FM này. Chờ phiên vang tiếng bao gái trai. Tôi đã kể hết cho Thuần nghe, nhưng cô bạn ở cùng phòng của tôi mặt mũi vẫn rừng rưng. Dẫu rằng vitamin D thiếu vitamin D, bởi vì là thậm chí nó thiếu ngay từ trong bụng mẹ cơ. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường với chủ đề là tiềm năng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Cam Ranh. Ngay bây giờ thì Phan Yến và Ca Nguyễn mời quý vị đến luôn với nhá. Nội dung chi tiết. Riêng radio cây này thì tuyệt vời luôn. Ê Huyền, đấy, năm nay nghỉ lễ dài có kế hoạch gì không? Em test qua phần AM nhá. AM thì nó nằm ở phần bên phải, phía tay phải các bạn nhá. FM thì nằm ở trên cùng, bên trái. Đấy. Anh Nhuận à, cái gì? Hình như có mùi hoa nào rất thơm, dễ chịu quá. Nhẹ cả người. Học Hán ngữ hàng ngày. Phần nâng cao kiến thức một hệ thống toàn diện về giải đất biên cương giàu đẹp, lịch sử văn hóa truyền thống. Bắt rất là nét nhá. Hiểu biên cương tổ quốc tôi. Sau đây em xin phép được dừng cái phần test cái đài này ở đây và báo giá luôn cho các bác nhá. Cái đài JVC VF47 màu đỏ này đẹp toàn diện và hoạt động đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, thân vỏ không bị vỡ dập. Em đang giao lưu với giá 2,5 triệu nhá. Bao ship tặng một cuốn băng, tặng một dây nguồn và một cái dây line kết nối điện thoại nhá. Đấy, số tài khoản của em Tuấn là bên VIB đấy ạ. 040 600 39247. Đấy, số điện thoại 0822 3 số 1 3 số 4 nhá. Em tên là Nguyễn Mạnh Tuấn nhá. Bác nào có chuyển khoản thì cứ yên tâm, số điện thoại chính chủ và số tài khoản chính chủ. Đấy, nhiều bác là cứ bảo là chuyển khoản sợ em không gửi đài. Đấy, nhiều bác thì rất là ok luôn, lại chuyển khoản hết. Đấy, bác nào mà không ấy thì có thể cọc cho em tối thiểu 500.000 thì em chuyển đài nhá. Đấy, em chuyển cả nước luôn. Đấy, cũng tản mạn qua bên này một xíu. Đây là cây đài này là hôm trước em cũng có lên video rồi nhá. Con này là con PC47 nhá. Nhưng con này là phiên bản đỏ đen nhá. Thân đỏ nhưng mặt lại màu đen. Đấy, hôm trước em đã có video rồi nhá. Bác nào mà muốn xem video chính xác của em nó thì có thể được xem video trực tiếp nhá. Cái này em giao lưu với giá chỉ có 2 triệu thôi nhá. Hoạt động rất là tốt luôn, loa zin hết nhá. Đấy, cũng là 2 triệu. Bao ship tặng một cuốn băng nhá. Cũng là như vậy luôn nhá. Đấy. Đây, 2 chiếc. Đấy, cả nhà cả cửa, bây giờ em còn có 2 chiếc này thôi, PC47. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau nhá. Xin chào.